Bật mí 6 bước để tạo màu cho cánh hoa. Hai mấy bà, lại là tôi đây. Tôi không có nói cho mấy bà biết cách nào để có cánh hoa chuyển màu như này đâu. Mà muốn biết thì coi hết video đi nè. Vào việc. Bước 1. Chuẩn bị. Palette pha màu. Cọ vẽ. Tất nhiên là phải có màu. Ở đây tôi dùng màu nước. Bước 2. Pha loãng màu nước. Màu sắc tùy tùy mấy bà, thích màu nào thì pha màu đó. Bước 3. Dùng cọ thấm nước, ướt hết phần len cần tạo màu. Nhớ là ướt thì ướt nha. Bước 4. Rồi dùng màu đã pha, chấm lên phần len ướt. Màu sẽ theo nước loang ra, tạo độ chuyển. Bước 5. Sau đó dùng khăn thấm cho ráo hết phần nước thừa. Bước cuối cùng là đem đi phơi hay lấy máy sấy làm khô đều được nha.